Xin chào bạn, mình là kỹ thuật viên bên xe điện Movit. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn sơ đồ đấu nối Movit LH với nguồn điện adapter có bộ điều khiển màu trắng kèm remote màu nâu vân gỗ. Xe điện mình sử dụng là xe điện LH là phiên bản nâng cấp của Movit L, sử dụng hành trình là 200 mm, tải trọng 1000 N, tốc độ 14 mm/s, sử dụng nguồn điện 12V DC. Đầu xi lanh được sử dụng là thép không gỉ, vỏ ngoài là hợp kim nhôm bền bỉ chắc chắn. Các bạn lưu ý tất cả xi lanh điện đều có tem nhãn mác xi lanh điện.com. điện là nguồn điện adapter 12V 5A. Trên bộ điều khiển có hai dây kết nối ra ngoài, các bạn sử dụng đầu bên trái để kết nối với nguồn điện adapter, đầu bên phải để kết nối với xi lanh điện. Sản phẩm đi kèm sẽ là một rách nối để kết nối giữa nguồn điện adapter và bộ điều khiển. Các bạn sử dụng tua vít để mở hai đầu vít ở đây nha. Mình sử dụng hai đầu dây bên trái của bộ điều khiển để kết nối với đầu. Các bạn xoay chiều nào cũng được. Sau khi kết nối, các bạn bật chặt để tránh trường hợp bị tuột dây trong quá trình sử dụng. Như vậy chúng ta sẽ kết nối được nguồn điện adapter và bộ điều khiển. Tiếp theo, trên bộ điều khiển còn hai đầu còn lại, các bạn đấu nối vào xi lanh điện. Chúng ta đấu nối tạm thời để kiểm tra xem chiều của xi lanh điện đúng chưa. Sau khi đấu nối xong, các bạn cắm nguồn điện cấp cho adapter. Chúng ta sẽ kiểm tra đầu di chuyển của xi lanh đã đúng với bộ điều khiển hay chưa. Bạn nhấn nút lên, xi lanh không hoạt động. Nhấn nút xuống, xi lanh chạy ra, chứng tỏ đầu nối của chúng ta đang mắc ngược chiều với chiều chuyển động của xi lanh. Các bạn đấu ngược lại. Để kiểm tra lại một lần nữa, như vậy chúng ta đã đối đúng chiều của xi lanh. Các bạn sử dụng bằng dính dây điện để cách ly đầu hai sợi dây, tránh gây chập chảy. Ngoài ra các bạn có thể sử dụng remote để điều khiển. Như vậy mình đã hoàn thành xong hướng dẫn sơ đồ đấu nối Movit LH với nguồn điện adapter và bộ điều khiển màu trắng. Chúc các bạn thành công. Mọi chi tiết các bạn liên hệ hotline trên màn hình hoặc trang web xi lanh điện.com. Chúc các bạn thành công. Hẹn gặp lại các bạn trong những lần tiếp theo.